phật tử thế nào là tam muội vô ngại luân của đại bồ tát phật tử khi đại bồ tát nhập tam muội này thì trụ thân nghiệp vô ngại lời nghiệp vô ngại ý nghiệp vô ngại trụ cõi phật vô ngại được trí vô ngại thành tựu chúng sinh được trí vô ngại điều phục chúng sinh phóng quang minh vô ngại hiện lưới quang minh vô ngại thị hiện biến hóa rộng lớn vô ngại chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại được tự tại vô ngại của Bồ Tát, khắp vào lực của chư Phật, khắp trụ trí huệ của chư Phật, làm những gì Phật làm, tịnh những gì Phật tịnh, hiện thần thông của Phật khiến cho Phật hoan hỷ, thực hành những gì Phật thực hành, trụ đạo của Như Lai, thường được gần gũi vô lượng chư Phật, làm các Phật sự, tiếp nối hạt giống của chư Phật. Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này rồi, quán nhất thiết trí, tổng quán nhất thiết trí, biệt quán nhất thiết trí, tùy thuận nhất thiết trí, hiển bày nhất thiết trí, phan duyên nhất thiết trí, thấy nhất thiết trí, tổng thấy nhất thiết trí, biệt thấy nhất thiết trí. Nơi Bồ Tát phổ hiền, nguyện rộng lớn, tâm rộng lớn, hạnh rộng lớn, thú hướng rộng lớn, sở nhập rộng lớn, quang minh rộng lớn, xuất hiện rộng lớn, hộ niệm rộng lớn, biến hóa rộng lớn, đạo rộng lớn, không dứt, không lùi, không nghỉ, không đổi, không mệt, không bỏ, không tán, không loạn, thường tăng tấn, luôn liên tục. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát này ở trong các Pháp thành tựu nguyện lớn, phát tâm tu hành Đại Thừa, vào biển Đại Phương Tiện Phật Pháp dùng nguyện lực thù thắng nơi hạnh của các Bồ Tát tu hành, trí huệ chiếu sáng đều được khéo léo đầy đủ thần thông biến hóa của Bồ Tát, khéo hộ niệm tất cả chúng sinh như tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, hộ niệm đối với các chúng sinh luôn khỏi tâm đại bi thành tựu pháp không biến đổi của Như Lai. Phật tử ví như có người dùng mani báu để vào trong y phục màu sắc, mani báu đó tuy đồng với màu sắc y phục mà không bỏ tự tánh đại bồ tát cũng lại như thế thành tựu trí huệ dùng làm tâm báu quán nhất thiết trí đều hiện rõ khắp mà không bỏ các hạnh của bồ tát tại sao vì đại bồ tát phát đại thệ nguyện lợi ích tất cả chúng sinh độ thoát tất cả chúng sinh thừa sự tất cả chư phật nghiêm tịnh tất cả thế giới an ổn chúng sinh vào sâu biển pháp vì tịnh cõi chúng sinh mà hiện đại tự tại thí cho chúng sinh chiếu khắp thế gian vào vô biên pháp môn huyễn hóa chẳng thối chuyển chẳng mỏi nhàm phật tử ví như hư không chi chỉ các thế giới hoặc thành hoặc trụ không nhàm không mỏi không gầy không hư không tan không hoại không đổi không khác không có khác biệt chẳng bỏ tự tánh tại sao vì tự tánh hư không là như vậy đại bồ tát cũng lại như thế lập vô lượng đại nguyện độ tất cả chúng sinh tâm không nhàm mỏi